Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là trời mưa gió, với lại là đang trong giai đoạn là cả nước ở nhà tự cách ly mọi người nha. Thì là Chudo Vlog không làm được clip. Vì vậy hôm nay Chudo Vlog sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cách làm cái clip để giải trí rất là đơn giản luôn, rất là thú vị từ chính cái điện thoại smartphone của mình. Thì cụ thể clip nó như thế này mọi người này. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì để tạo được cái đoạn clip này thì không có gì là cao siêu cả, rất là đơn giản luôn. Mọi người có thể tìm kiếm trên CH Play hay là App Store cái ứng dụng Edit Video, các bạn tải về. Sau đó các bạn quay một cái đoạn clip như thế này, rất là bình thường thôi. Rồi sau đó nhân vật thay áo thì các bạn sẽ cắt cái đoạn đầu tiên, các bạn cắt cái phần thừa đi. Rồi các bạn cắt cái phần này đi. Ok, cắt. Rồi bắt đầu đến đây thì các bạn tạm dừng và cắt. Rồi các bạn cắt tiếp phần thừa này đi. Sau đó ghép hai đoạn lại với nhau. Rồi ghép hai đoạn lại với nhau. Và bây giờ các bạn xem đoạn clip hoàn chỉnh nhá. Rồi, ok.